Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Trên đường 379 ở Hưng Yên mới đây đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một xe tải nhẹ và một xe máy. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 10 tại đoạn nút giao gần km 34 đường 379, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, xe tải Hogo biển số 89C 247XX chở vật liệu xây dựng chạy trên đường 379 đến nút giao ngã tư thì xảy ra tai nạn với xe máy biển kiểm soát 26B2857XX và một xe tải nhẹ. Vụ tai nạn khiến xe tải nhẹ lật nghiêng về phía bên đường, phần đuôi xe bị móp méo, cánh cửa thùng xe văng ra giữa đường. Chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lao sang bên kia đường vào nát xe máy biển kiểm soát 26B2857XX trong gầm xe. Phần đầu xe tải cũng bị hư hỏng. Người dân có mặt tại hiện trường cho biết sau khi tai nạn xảy ra người phụ nữ đi xe máy nằm vật ra vệ đường nhưng vẫn tỉnh táo sau đó được đưa tới cơ sở y tế hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh hưng yên điều tra và làm rõ